Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Lâm Đức, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Định, sinh năm 1995, Trần Xuân Hiền, sinh năm 1995, Trần Văn Nam, sinh năm 1991 và Trần Văn Mười, sinh năm 1990, cùng ngụ xã Bình Hải về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, khuya ngày 2 tháng 6, ông H, sinh năm 1986, ngụ thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cùng chủ lô hàng tôm là bà C, sinh năm 1980, ngụ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, điều khiển xe ô tô tải đông lạnh chở tôm đi tiêu thụ. Khi đến quán nhậu thuộc thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, năm đối tượng trên cho rằng xe chở tôm gây ảnh hưởng đến bữa nhậu của mình nên ra chặn xe, đập bể kính chắn gió, gương chiếu hậu xe ô tô, gây thương tích cho tài xế.